Ây chà, con là chú Tiểu ở chùa đó hả? Hay là con mặc đồ của nhân vật thôi? À, ngon ngon. Con nhiêu tuổi rồi? Con 4 tuổi. Ai? Ai xúi con đi thi? Ai? Chị con xúi con đi thi. Ai vậy? Con có sợ, con có run không? Con ơi, con nhìn qua kia cái cô áo cam kia là gì của con? Chị Uyên. Chị Uyên là gì của con? Thì em. Vui à, này vui à, cái này vui nè. Cái tóc ai cắt cho con vậy? Chị con. Trời ơi, xong rồi. Chị con trong nhà bá đạo quá vậy. Con già lắm. Bốn tuổi mà như 40 á. Ai đưa mắt kiến con đeo ạ? Chị con. Trời ơi. Mọi cái cơ cái bà này... chị bắt khủng khiếp tiệt. Mọi cơ muôn là do chị con à. Con ơi, con chuẩn bị nha. Con có 60 giây đó, cố gắng hết sức nha. Và 60 giây cho con bắt đầu. Hai bà tôi xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bà tôi muốn tìm cái trí của con hồ ly tinh để đòi làng yêu. Bây giờ mấy bà cũng muốn tìm con hồ ly tinh để đòi làng yêu không? Muốn mấy bà đòi làng yêu. Chúc mừng cô. Chết hài chưa mặt đã cười. Nè, biết sao cười không? Tại không biết nó nói cái gì. Con nói gì hả? Con nói cái gì vậy? Con nói bà tôi á. Con nói bà tôi cái gì mà con lao quá trời đó. Bây giờ con muốn mấy bà cũng tìm con hồ ly tinh đi đòi làng yêu không? Muốn mấy bà đi tôi không? Anh Thành được không? Kệ đó. Nè, con là một trong những diễn viên hài đầu tiên trên thế giới sáng lập ra một trường phái hài mới là không cần khán giả hiểu cái gì. Đây là một trường phái hài mới mà chú Thành phải học con. Chỉ cần như vậy thôi. Con ơi, bây giờ là con đang chiến thắng vòng 1 rồi. Bây giờ con suy nghĩ đi, là con cầm 2 triệu đi về với chị con hay con thi tiếp? Con là con tự thích thi tiếp hay là chị con xúi con thi tiếp? Chị con không xúi con. Đó, bây giờ là một mình một nửa nè. Giờ luôn. Bây giờ con có 60 giây nha. Chuẩn bị nè, 60 giây của con bắt đầu. Con của con thì nó ngủ hoài vậy coi. Nó chết rồi. Quá kìa. Vậy? Trời dạ, ơi. Công chúa ngủ trong rừng. Trời ơi. Bà công chúa ngủ trong rừng không, bây giờ tôi không biết. Tại sao bà ngủ hoài mà không vậy? Nó chết. Trời ơi. Bây giờ chú Thành nuôi con làm con chú Thành, con có chịu không? Chú nuôi con thì con đủ. Nè, chắc bà chị xúi nói vậy phải không? Thiệt tình. Có không? Chị con có xúi con vậy không? Chưa. Đằng sau mọi chuyện đều có mặt mà chị. Con suy nghĩ kỹ nha. Nếu vòng sau mà con thua là con mất 10 triệu đó. Bây giờ là con quyết định đi. Kìa, bóng dáng người phụ nữ đã xuất hiện. Này nó thi theo phong trào. Cái ai mà kêu thi là thi à. Và con có 60 giây thời gian bắt đầu. Tình ơi Lulu con trai nó tặng cây bánh sinh nhật nhìn quý dễ sợ. Trời đất ơi nhìn hoành tráng lễ hẹn. Ta nói cái bánh kem này nó thơm lại là gì đâu á. Thử mấy con ạ. Yeah. Trời đất ơi, cái đám con vịt nó la hoài. Tiếp con. Nó không chạy làm tôi muốn chết luôn với trời.
nào dễ sợ như là nghe thì em tôi thấy bụi tôi biết không ghê không thiệt á. Cái đó gọi là cưỡng hôn đó biết không? Trời ơi, cái này chắc coi cái đĩa tôi nát luôn phải không? Phải không? Coi cái đĩa của chú Thành đúng không? Trời ơi, nó coi chắc cũng nát bốn cái đĩa rồi nó mới thuộc. Nó nói cái gì vậy tôi coi? Bây giờ tôi đâu có biết nó nói cái gì đâu. Cái trường phái hài mới chị. Nè, chỉ cần biết cầm cái bánh kem là diễn cái tuồng khó ở của tôi. Cái vai ông già, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, còn ngoài ra tôi không nghe nó nói một chữ gì hết. Nha. Đó rồi, nè, đây là trường phái hài mới của thế giới hiện đại hiện nay. Gọi là hài không cần hiểu, hài bất chấp vi diệu. Khang ơi, con có muốn cầm 20 triệu về không hay là thi tiếp vòng tiếp theo? Bé An Khang với sự dễ thương và đáng yêu của mình đã liên tiếp 3 lần giành được nụ cười của cả hai giám khảo Trấn Thành và Việt Hương. Liệu bé còn đủ khả năng để đi tiếp? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Khang ơi, bây giờ con quyết định đi tiếp hay? Khang ơi, cố lên nha con, cố lên, 40 triệu, cố lên nha. Con có 60 giây, cố lên chọc cười hai cô chú phía trước nha. Và 60 giây, bắt đầu. Sáng sáng nay đi thi cho anh em nhờ con nhỏ mất cấp. E cho em điểm cho chị thật là đẹp. Em thân từ người nào em trang điểm cho chị giống người đó nhớ chưa? Cô bé nó hứa vậy là em hứa. Em thân từ người nào cô bé nó hứa vậy là em hứa. Nhóc lại thì tưởng tượng nếu như cái hồ ngọc thà thì cái mặt của mình cũng xinh đáo để hoặc là nó rất tốt thôn anh văn thì cái mặt của mình trời mà bây giờ cái mặt đẹp là em thân từ ngay em thân từ ngay nó trả lời tôi thân từ Trấn Thành ơi. Trời ơi, nè bây giờ tôi mới nói nữa nè, nó thuộc nữa cái YouTube đó, nó thuộc nữa cái YouTube có đó. Bây giờ tôi mới biết là cái gì. Chị có nhớ không, đây là tiết mục của một bạn đã từng lấy 40 triệu của chúng ta, đó là bạn Thiện Trung. Là cái vụ mà hỏi là mình make up. Nếu quý vị muốn biết cái này, mở lại thách thức tranh hài mùa 1, thí sinh Thiện Trung lấy tụi tôi 40 triệu, sỉ nhục và Việt Hương không còn một cái gì hết. Là cái ông đó mà nó thuộc luôn, bái phục, mà nó còn dị bản nữa đúng không? Dễ thương quá, con nhà anh. Sao con dễ thương quá vậy? À, cái này là con coi thuộc là có ai mở cho con coi hay con thích ai là con...